Chính sách phát triển nông nghiệp du lịch bền vững đã được ban hành tại kế hoạch tái cấu trúc nông nghiệp 2013, luật bảo vệ môi trường 2020. Đặc biệt, nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, lấy du lịch làm ngành trọng điểm của Việt Nam đã trở thành kim chỉ nam để các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Phát triển du lịch nông thôn cũng đang là xu hướng của thế giới, cần khai thác trở thành ngành kinh tế mạnh và thương hiệu của Việt Nam. Hào hứng với trải nghiệm hái lê và cuộc thi Hoa hậu lê là tâm trạng chung của đông đảo du khách khi đến với lễ hội lê tại xã Nậm Pung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tại đây, du khách không chỉ được tự tay hái những quả lê chín mọng trực tiếp từ trên cây, mà còn được hòa mình vào bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đến trải nghiệm vườn lê cảm thấy rất là vui, cảm giác nó rất là thân quen, giống như kiểu mình tự làm và tự được hái và được thưởng thức những cái thành quả mà người dân làm ra. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm thu hoạch lê tay nung ấy, thì nhằm nâng cao được cái giá trị sản phẩm của cây lê. Hiện tại thì bà con nhân dân ở các cái vườn cây lê thì đã bán quả lê cũng như là bán các cái cây lê, tiếp tục trồng chăm sóc và thực hiện các cái quy trình đảm bảo theo đúng cái sản phẩm OCOP mà chúng tôi đã đăng ký được công nhận. Không chỉ thay đổi tư duy làm du lịch, đưa các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn đến gần hơn với du khách, tại tỉnh miền núi Lào Cai còn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, từng bước thực hiện mục tiêu kép, vừa nâng cao đời sống người dân, vừa xây dựng nông thôn mới, nâng cao, phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thúc đẩy các liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả. Đến tận vườn thế này thì cảm giác càng thấy thú vị hơn, thấy cái mức độ tìm hiểu của mình được lên đến cao hơn và thích thú hơn ạ. Tiếp tục thực hiện duy trì cái việc mà tổ chức các cái hoạt động lễ hội bốn mùa trong năm để thu hút khách du lịch và cũng tạo điểm nhấn cho khách biết đến Bắc Hà, xây dựng các cái sản phẩm du lịch trong thời gian tới mang cái tính đặc sắc để tạo ấn tượng cho du khách đến với Bắc Hà. Lào Cai dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ xây dựng thí điểm các điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của tỉnh. Xây dựng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Cùng với đó, phát huy lợi thế riêng có của từng địa phương, phấn đấu mỗi huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn mang tính đặc trưng của địa phương. Với việc đưa vườn cây mận Tam Hoa vào thay thế cây trồng kém hiệu quả, gia đình ông Vàng Văn Lùng, xã Tả Trải, huyện Bắc Hà, Lào Cai giờ đây có nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thành hộ kinh tế khá ở địa phương. Làm tốt bao nhiêu thì cũng không đảm bảo được kinh tế như cây mận được. Vì tôi trồng cây mận ở cái diện tích này thì năm được nhiều nhất thì tôi thu được 170 triệu. Còn nếu mà lúa thì năm tôi làm tốt nhất chỉ được 14 bao phân đạm mà con thua. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, thời gian qua, huyện Bắc Hà cũng tập trung phát triển hệ thống giao thông từ huyện đến xã, từ xã đến các thôn bản. Mang lại cái lợi ích kinh tế rất cao, cái liên kết vùng giữa Lùng Phình, Bắc Hà và Sinh Hoa Cai là một cái tuyến rất là trọng điểm, nên là nó mang lại rất nhiều cái hiệu quả kinh tế, thứ nhất là vận chuyển hàng hóa, hai là vấn đề phát triển về du lịch. Khi những trái mận Tam Hoa bước vào thời kỳ thu hoạch, cũng là lúc du khách nô nức kéo nhau lên cao nguyên Bắc Hà để có thể trực tiếp chiêm ngưỡng cuộc đua ngựa có 102. Đó là cuộc thi của những chú ngựa thồ với kỵ mã không yên cương. Nét độc đáo của đua ngựa Bắc Hà là đua ngựa thồ, bởi những kỵ mã trên đường đua hôm nay trước đó là những chú ngựa thồ của nhà nông ở vùng cao. Ở đây, đồng bào dân tộc thiểu số nuôi ngựa nhằm làm phương tiện chuyên chở hàng hóa gia dụng vườn hoặc lên nương rẫy ở trên cao và đồi núi dốc. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày bình thường, trước đây là các cụ làm thay thồ,
ấy thổ ấy chuyên chở vật liệu các kiểu như ngô, thóc, lúa. Còn bây giờ thì như con ngựa của em hiện tại là bây giờ là đang làm du lịch để phục vụ cho mọi người có nhu cầu check in về ảnh với ngựa trải nghiệm. Việc duy trì giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà là một trong những nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm tôn vinh giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào thiểu số, vùng cao Bắc Hà nói chung và ngợi ca nét độc đáo, tình cảm gắn bó giữa con người vùng cao với loài vật thân thuộc trong cuộc sống của người dân nơi đây. Rất là vui vì chưa bao giờ tôi đã tham gia cái hội thi như thế này. Một nền văn hóa của Bắc Hà được giữ gìn. Thì tôi rất là hy vọng sẽ có nhiều lần hơn nữa lên Bắc Hà và được xem những trận đua ngựa đáng nhớ như thế này. Với cái quy mô lễ hội đua ngựa năm nay thì chúng tôi cũng tiếp tục là tổ chức quy mô mở rộng để mời các huyện cũng như là các tỉnh bạn cùng tham gia. Từ đó thì cũng phối hợp để tuyên truyền để cho du khách trong nước và ngoài nước biết đến. Năm 2024, giải đua ngựa Bắc Hà có 86 nài ngựa tham gia, đã thu hút rất đông du khách trong nước và ngoài nước đến tham dự. Giải đua đã mang lại cho du khách niềm phấn khích, sự cảm phục đối với các chàng trai người dân tộc địa phương chất phác, dũng cảm cùng những chú ngựa đua mạnh mẽ, góp phần đưa thương hiệu du lịch cao nguyên trắng Bắc Hà vươn xa, từ đó thúc đẩy du lịch phát triển, trở thành điểm đến đặc sắc của tỉnh Lào Cai và của vùng du lịch Trung Du miền núi Bắc Bộ. Với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện các cái nội dung để làm sao đưa Bắc Hà thành một cái điểm du lịch đặc sắc của tỉnh và hướng tới là một cái điểm đến du lịch đặc sắc của khu vực. Tiếp tục phải thực hiện các cái nội dung phấn đấu đưa ra khỏi huyện nghèo để chúng tôi vẫn tiếp tục có thực hiện công tác chỉ đạo định hướng theo cái hướng là sẽ giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng của các ngành nghề dịch vụ khác. Cũng như Lào Cai, Thái Nguyên với ưu thế sẵn có của xứ đệ nhất danh trà cũng đang đẩy mạnh kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, tạo hướng đi hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, cùng với việc sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, người dân trồng chè trong tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và phát triển du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa trà nhằm thu hút du khách tham quan, trải nghiệm, từ đó quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm trà và nâng cao thu nhập. Hợp tác xã chè Hảo Đạt thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Tân Cương là đơn vị có sản phẩm chè đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Thời gian qua, hợp tác xã đã đầu tư xây dựng không gian văn hóa trà để phục vụ du khách thưởng trà và trưng bày sản phẩm. Khu chế biến, sản xuất chè truyền thống, cải tạo lại nương chè đẹp cho du khách check-in. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã đón trên 6.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm. Chúng tôi cùng với Liên Hiệp và cùng với bà con cộng đồng sẽ phát huy thêm để có mở rộng ra được nhiều những cái quy mô nó lớn hơn như vậy. Mà hai nữa là khách có thể đến có nơi ăn ẩm thực mà có lưu trú, mà cũng có những cái nơi mà trải nghiệm tham quan rất nhiều những cái hình ảnh đẹp để dành cho du khách tới vùng đất chè Tân Cương. Tháng 4 vừa qua, Liên hiệp Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Tân Cương đã được tỉnh Thái Nguyên công nhận là điểm du lịch cộng đồng Tân Cương. Khi du khách đến đây sẽ được tham quan, chụp ảnh check-in trên những nương chè xanh mướt, trải nghiệm tri thức dân gian trồng và chế biến chè Tân Cương với các hoạt động hái chè, sao chè, thưởng trà miễn phí. Bên cạnh đó là các dịch vụ ẩm thực, lưu trú, mua các sản phẩm OCOP của địa phương. Tới đây thì chúng tôi sẽ tổ chức một số những các cái hội thảo với các cái doanh nghiệp, trong đó thì gắn với cái việc là phát triển cây chè với các cái du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để nâng cao cái giá trị của cây chè, lấy cái sản phẩm chè làm cái sản phẩm du lịch cộng đồng thành phố Thái Nguyên. Tuy đã có những thành công bước đầu, nhưng để những mô hình du lịch nông nghiệp được nhân lên, được phát triển bền vững, thì giữa ngành du lịch và ngành nông nghiệp cần có sự hợp tác chặt chẽ. Đồng thời, phải có những người biết dựa vào những giá trị khác biệt và nổi bật của nông nghiệp để tạo các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp mang tính đặc thù, hấp dẫn.
Bên cạnh đó, cần có phương thức tiếp thị tới thị trường của loại hình du lịch này, quảng bá, xúc tiến một cách có hiệu quả.